Xin được giới thiệu tên của Nga là Nguyễn Khánh. Hiện anh đối tác kinh doanh với tập đoàn Siberi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương 10, đó là chương tổ chức những cuộc gặp hiệu quả và sinh động. Và xin mời cô chú và các anh chị cùng đọc sách ạ. Chúng ta hãy thử xác định mục đích duy nhất của việc tổ chức các cuộc gặp mặt. Rất đơn giản, đó là phải ấn định cuộc gặp mặt tiếp theo. Cuộc gặp được coi là thành công không phải khi một loại sản phẩm nào đó được bán ra hay một nhà phân phối mới ký hợp đồng, mà là khi ấn định được buổi gặp tiếp theo. Ở mỗi giai đoạn khi lựa chọn những ứng cử viên có triển vọng hoặc là khi ghi tên họ, bạn phải đánh dấu ngày tháng trên lịch cho buổi gặp gỡ lần sau. Bạn hãy đưa cho ứng cử viên tập thông tin sơ bộ và hẹn gặp lại sau 48 tiếng đồng hồ. Nếu thông tin này đã hấp dẫn ứng cử viên, bạn hãy ấn định thời gian để tổ chức buổi giới thiệu. Sau khi kết thúc buổi giới thiệu, bạn hãy giao cho ứng cử viên tập tài liệu về nhà nghiên cứu. Nếu anh ta đã cảm thấy thích ý tưởng nhưng cần thời gian để suy nghĩ, thì bạn hãy hẹn ngày gặp anh ta lần thứ hai. Nếu sau buổi gặp lần thứ hai anh ta đã thấy hấp dẫn nhưng chưa sẵn sàng ký hợp đồng, thì bạn hãy đưa cho anh ta tập thông tin sơ bộ và ấn định buổi gặp tiếp theo. Bạn đã hiểu cơ cấu của công việc chưa? Sau buổi giới thiệu, chỉ có kẻ ngu dại mới ngồi chờ điền của những người có nhu cầu ký hợp đồng. Trong mỗi giai đoạn của quá trình, chính bạn phải là người điều khiển tình hình. Gặp gỡ là một phần quan trọng trong quá trình. Buổi giới thiệu có tác động mạnh mẽ. Đó không chỉ đơn thuần là vẽ ra những hình tròn thành công hoặc trở về nhà cùng với một đội phân phối viên mới ký hợp đồng và đang khao khát được làm việc ngay lập tức. Giá trị của buổi giới thiệu là ở công tác chuẩn bị chu đáo. Nó được tạo ra rất lâu trước khi ứng cử viên đến dự cuộc gặp. Chúng ta hãy cùng xem cần phải làm những gì dành cho các cuộc gặp tại nhà. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những gì bạn phải làm để tổ chức một cuộc gặp tại nhà bạn. Bạn hãy nhớ rằng bạn sẽ phải rèn luyện việc này cho những người trong mạng lưới của bạn khi nào đến lượt họ phải tổ chức các cuộc buổi gặp mặt. Trước khi họp, bạn phải kiểm tra là xem đã có đủ dụng cụ như bút phớt, bảng nhựa và tấm mút lau bảng chưa, và nên đặt bảng ở giữa nhà, cách xa cửa ra vào để những người đến muộn không làm gián đoạn buổi giới thiệu. Nếu bạn bố trí bảng ở trước cửa sổ thì kẻ bị mất. Trước khi bắt đầu giới thiệu, tôi đến nhà phải kiểm tra xem có đúng là bọn trẻ đang đi chơi với bà bảo mẫu không, có đúng là đã nhốt gia súc và đã ngắt điện thoại từ 5 giờ chiều hay chưa. Điều này rất cần thiết để đến phút chót ứng cử viên không thay đổi ý định và gọi đề nghị hoãn cuộc gặp. Ngoài ra, bạn không được quên làm như sau: đọc địa chỉ cụ thể chính xác cho mỗi một người mời. Không nên nói đi hết ngôi nhà màu xanh rồi rẽ và đi về phía phố dưới qua hai ba dãy nhà tập thể nữa, mà thay vào đó bạn phải nói đến M Street rồi rẽ phải, đi đến cột đèn thứ hai là rẽ phải tiếp, tức là đi đến đường Fleming Road. Tại các cuộc họp lớn tại nhà, bạn nên một người đón khách dẫn đầu xe cho các cuộc gặp tại khách sạn. Nếu bạn muốn tổ chức cuộc họp tại nơi công, việc lựa chọn đúng địa điểm là rất quan trọng vào trong khách sạn vì chúng được bố trí rất tiện nghi, tạo bầu không khí ấm cúng. Ngoài ra, trước cửa khách sạn còn có bãi đổ xe và bên trong khách sạn thì có tất cả những tiện nghi cần thiết. Bạn nên chọn khách sạn thuộc hàng nhất như Marriott, Hilton hay Hyatt. Đó là kiểu khách sạn bạn cần. Và bạn đừng ham của rẻ như kiểu khách sạn Howard Johnson hoặc Holiday Inn. Các ứng cử viên của bạn sẽ tiếp nhận chương trình của bạn trên nền tảng được bài trí xung quanh. Tất cả những gì bạn giới thiệu với các ứng cử viên của bạn đều phải được tiến hành ở mức độ siêu phàm và chuyên nghiệp. Bạn hãy đích thân đến tham quan khách sạn và đánh giá vị trí để tổ chức buổi gặp mặt. Tấm thảm, giấy dán tường, phông màn đều phải sáng sủa và hấp dẫn. Bạn hãy tránh những phòng xây theo kiểu Baroque với cách trang trí tối màu. Trần nhà phải cao vì trong phòng có trần thấp thì bạn sẽ không có được hiệu quả như ý muốn. Bạn nên lưu tâm đến việc trả tiền bãi gửi xe. Một vài khách sạn đòi tới 10 đô la và còn cao hơn cho một xe đỗ. Một vài khách sạn lại cho đỗ xe không mất tiền.
Giá tiền gửi xe cao có khi không vừa túi tiền nhiều khách mời. Bạn cần phải tìm hiểu giá cả cho thuê micro, màn chiếu, các thiết bị nghe nhìn mà bạn định sử dụng. Nhiều khách sạn sẽ muốn bán cho bạn tất cả những đồ dùng cần thiết. Vì vậy, có thể bạn sẽ phải trả không chỉ tiền thuê hội trường. Nói chung, mua tất cả những dụng cụ cần thiết sẽ được rẻ hơn. Nếu biết bạn cần màn chiếu hoặc bảng viết, có khách sạn sẽ đòi bạn tới $50 để mua nó, ngay cả khi nó được ghép vào tường phòng. Nhưng bạn có thể thỏa thuận giá thuê hội trường. Bạn đừng bao giờ trả số tiền hò hét, đó là lời khuyên cho những ai không biết giá cả. Bạn hãy giải thích cho nhân viên hành chính là bạn sẽ thường xuyên thuê hội trường ở đây. Nếu họ đòi $400, bạn phải nói là bạn chỉ có $150 thôi, và hãy hỏi họ xem họ có hội trường nào có thể cho thuê với giá tiền này. Trong phần lớn các trường hợp, bạn có thể thỏa thuận với giá $200, đó là giá cho chính gian phòng mà lúc đầu họ đòi $400. Nhưng nếu bạn sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc họp, bạn có thể thỏa thuận với giá $100 hoặc $125 cho gian phòng mà họ đòi tới $300 đến $400. Chúng ta hãy tìm hiểu xem căn phòng phải cần được bố trí như thế nào. Nếu có thể, bạn hãy đặt màn chiếu hoặc bảng viết lên bề cao. Như vậy, người phát biểu sẽ cảm thấy tự tin hơn và người nghe có thể quan sát một cách tổng thể hơn. Bạn hãy đặt nó ở vị trí đối diện với cửa ra vào để những người đến nguồn không làm các thính giả mất tập trung. Nếu không có gì khó khăn, bạn hãy treo phù hiệu hay biểu tượng của công ty bên ngoài cửa ra vào. Hãy trưng bày trên bàn các sản phẩm của công ty bạn trông cho thật hấp dẫn, nhưng đừng bày biện lên bàn những cái hộp rỗng tuếch và đã nhiệt màu. Bàn trưng bày không phải đồ sộ, sực sỡ và có sức thu hút. Tất cả phải được sắp xếp một cách chuyên nghiệp. Nếu bạn bố trí thêm được một chiếc bàn nhỏ có tên gọi là thịnh vượng thì rất tốt, nhưng không phải trưng bày sản phẩm nữa mà là bàn bày những tờ quảng cáo ô tô, các chuyến du lịch, hình ảnh những người đã gặt hái được nhiều thành công. Nếu công ty bạn có chương trình tặng thưởng hoặc là có câu lạc bộ thường lưu thì cũng phải bày những cuốn sách nhỏ giới thiệu về chúng lên bàn. Bạn có thể đặt tất cả những thứ đó trên một chiếc bàn cũng được, tùy ý bạn. Bạn hãy đặt số ghế cho 3/4 khách mời, những còn lại hãy để sang phòng bên để khi cần thiết có thể nhanh chóng đem nó sang hội trường, bởi vì không nên để ghế trống trong buổi họp. Phòng càng đông người thì xác suất là nhiều ứng cử viên sẽ tham dự chương trình của bạn càng cao. Căn phòng nhỏ đông người chen chúc còn hơn là gian phòng lớn mà vắng người. Bạn phải đến sớm để kiểm tra các thiết bị audio và video. Hãy chuẩn bị bóng đèn, chiếu dự bị, điều chỉnh âm thanh micro vừa đủ nghe. Một tiếng đồng hồ trước khi cuộc họp bắt đầu, bạn hãy sưởi ấm căn phòng lên đến 65 độ Fahrenheit. Không khí trong phòng mát một chút để khách đến đông đủ, nhiệt độ trong phòng sẽ lên đến mức trung bình. Nếu nhiệt độ không dung hòa, buổi giới thiệu của bạn chỉ có thể thất bại mà thôi. Vấn đề ánh sáng cũng vậy, bạn phải kiểm tra xem căn phòng đã đủ sáng sủa hay chưa. Bạn hãy bố trí một chiếc bàn đăng ký ở gian ngoài để những người đến nguồn không quấy rầy. Hãy lập danh sách những người có mặt và những người đã mời họ. Mỗi người phải có tấm thẻ ghi tên đeo ở ngực. Các nhà phân phối phải đeo huy hiệu có biểu tượng của công ty mình và cả huân chương nữa. Còn bây giờ chúng ta cùng bàn xem những ai vào đội ngũ của mình. Đó phải là những người thông minh nhất, tài giỏi nhất. Bạn hãy yêu cầu họ có mặt tại nơi gặp 90 phút trước khi bắt đầu. Đội ngũ này gồm có những người đón khách tại cổng vào, người đăng ký những khách mời đã đến và những người phụ trách âm nhạc, trưng bày và thiết bị. Bạn hãy chọn những người khả ái nhất giữ những trọng trách này. Một kẻ bất khả ái ở đây có thể chấm dứt con đường thành công của ai đó ngay từ trước khi nó bắt đầu. Trước khi cuộc họp 45 phút, bạn hãy quay nhạc nổi tiếng hiện thời. Ngay sau khi họp xong, bạn hãy mở băng khác. Nghiên cứu đã cho thấy là người tiêu dùng tăng tính tích cực mua sản phẩm lên tới 15% do tác động của âm nhạc. Bạn có thể để ý rằng chúng ta chưa đi vào bàn bạc nội dung cuộc gặp không? Bởi tất cả những gì bạn làm trước khi bắt đầu cuộc gặp gỡ cũng không kém phần quan trọng so với chính buổi gặp. Những việc vặt vãnh rất quan trọng. Đây là bản kê khai vắn tắt những việc bạn phải làm trước mỗi buổi họp. Một, trước khi buổi họp bắt đầu một tiếng, hãy bật máy sưởi và để nhiệt độ ở mức 65 độ. Tiết kiệm các thiết bị audio và video. Ba là chuẩn bị một chiếc bàn triển lãm với các mẫu sản phẩm. Bốn, bật nhạc từ 45 phút trước khi cuộc họp bắt đầu. Năm, đừng quên băng
bật băng sau khi buổi họp kết thúc. 6. Theo dõi để tất cả những ai có mặt đều phải đeo thẻ có tên mình vào ngực. 7. Bố trí chỗ đăng ký khách mời. 8. Kiểm tra xem trong đại sảnh của khách sạn có dán thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức cuộc gặp hay không. 9. Kiểm tra ánh sáng. 10. Cho biểu tượng và huy hiệu của công ty ở nơi dễ trông thấy. 11. Kiểm tra micro và chỉnh độ âm thanh. 12. Dành chỗ để trưng bày sản phẩm. Còn bây giờ chúng ta hãy đi vào nội dung cơ bản của họp. Họp ở nhà và họp ở khách sạn chỉ có đôi chút khác nhau và luôn luôn phải khai mạc đúng giờ. Nếu cuộc họp được ấn định lúc 7:30 thì không được bắt đầu sau 7:35. Nếu bạn cố đợi mọi người đến đông đủ thì dần dần họ sẽ quen đi và càng ngày cuộc họp càng được bắt đầu muộn hơn. Những người giữ vai trò đỡ đầu và gặt hái được nhiều thành công đều là những người luôn luôn có mặt đúng giờ. Bạn không nên điều chỉnh lại buổi họp cho phù hợp thời gian với những người kẹt xe ở giữa đường, phàn nàn về giao thông trên đường phố và viền ra hàng trăm lý do khiến không thể đến đúng giờ. Một trong những phương án mà tôi bắt đầu cuộc họp tại khách sạn là để cho 3-4 viên đàn lên phát biểu, tức là 3-4 phân phối viên lên nói vài lời giới thiệu sôi nổi trong 1-2 phút. Ví dụ, xin chào, tôi là Jim Smith. Cách đây 2 tháng tôi mới bắt đầu làm kinh doanh và mạng lưới của tôi đang phồn thịnh. Xin chào, tôi là Joe Johnson. Tôi là một luật sư khá thành đạt, nhưng tôi đã bị thuyết phục bởi khả năng có thể ngừng làm việc sau 2-4 năm. Sau phần trình diễn của các viên đàn, người dẫn chương trình sẽ phải cầm cân nảy mực. Anh ta bắt đầu bằng lời chào thân mật và phải có những kỹ xảo của một nhà diễn thuyết chuyên nghiệp. Điều này rất cần thiết để giải tỏa tâm lý căng thẳng cho mọi người, hướng họ tập trung vào cuộc thảo luận và tạo bầu không khí thoải mái. Còn bây giờ sẽ là vài lời về bản thân buổi giới thiệu. Ở đây có thể có 2 phương án. Bài giới thiệu gây ấn tượng của một hoặc vài thủ lĩnh. Nếu chỉ có một nhà hùng biện phát biểu thì anh ta phải thật năng động. Một phương án khác là có 3-4 nhà hùng biện trình bày từng phần cụ thể của quá trình giới thiệu. Phương án này tốt hơn rất nhiều vì nó bao gồm sự tham gia của nhiều người và có nhiều khả năng giữ tập trung cho cả hội trường hơn. Mục đích của cuộc họp nhằm trình bày 5 bước của quá trình mà chúng ta thảo luận ở chương nói về các buổi giới thiệu. 1. Hãy mô tả cho họ ý tưởng về sự tồn tại của phong cách sống. 2. Hãy giải thích cho họ biết điều đó có thể đạt được trong kinh doanh theo mạng. 3. Hãy nêu lên những ưu thế của công ty bạn. 4. Hãy giới thiệu qua cho họ về sản phẩm. 5. Hãy cho họ thấy rất tiện lợi và dễ dàng bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ lúc bây giờ. Trong lúc này, bạn đừng quên nhắc đến mạng lưới của bạn, việc đào tạo một công ty đảm nhiệm, đến những bí quyết để thành công. Ứng cử viên của bạn sẽ muốn biết ngành kinh doanh này có thực không, hoặc là tôi có thể làm được việc đó không, hoặc là những viên đàn, hoặc là những thủ lĩnh chuyên nghiệp phải trả lời tất cả những thắc mắc này. Trọng tâm của buổi giới thiệu phải là lợi ích của ứng cử viên chứ không phải là của các thủ lĩnh và công ty. Khi giải thích họ biết sơ đồ kinh doanh, họ không nên nói ở tầng này chúng tôi trả 5%, hoặc là chúng tôi có quỹ ô tô. Tốt hơn là bạn hãy nói bạn có thể kiếm ra tiền như thế đấy, bạn có thể được không một chiếc xe ô tô như vậy. Cùng cứ để cho nhà hùng biện mời người tham gia vào tổ chức, nêu ra lý do tại sao tham gia ngay bây giờ và hãy kỹ lưỡng cho họ biết nên bắt đầu như thế nào. Bạn hãy giới thiệu với họ những nhà phân phối lớn tuổi hơn cũng đang có mặt trong buổi họp, những người sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi thắc mắc. Bạn hãy giải thích chức năng của tập thông tin, lời lẽ của bạn phải thật thiết thực. Bạn hãy nổi nhạc lên và bắt tay vào ký những phân phối viên mới cho mình. Cuộc họp tại nhà cũng bao gồm hầu hết các thủ tục trên. Tuy vậy, bạn phải đưa vào một vài thay đổi. Chúng ta hãy cùng xem xét những thay đổi đó. Trong cuộc họp tại nhà, chủ nhà không được đi qua đi lại vòng quanh trong nhà. Họ phải ngồi ở phía trước, ở giữa và chăm chú lắng nghe người diễn thuyết. Nếu nảy sinh những vấn đề ở bãi đỗ xe thì bạn hãy thuê người giải quyết vấn đề này. Việc kinh doanh của bạn sẽ không có lời nếu những hàng xóm không hài lòng cảnh xe đỗ trước cửa sổ nhà họ. Bạn hãy đặt mục tiêu cho mình. Sau mỗi lần tổ chức cuộc họp, dù là ở nhà hay ở khách sạn, bạn cũng không được làm thiệt hại đến môi trường hoặc gây phiền toái cho mọi người xung quanh. Nếu bạn có đồ giải khát thì hãy giữ chúng đến cuối buổi họp. Nếu công ty bạn sản xuất đồ ăn uống, bạn hãy mời khách nếm thử chúng trong giờ giải lao.
Nếu công ty của bạn không kinh doanh đồ ăn thức uống thì bạn hãy mời khách dùng những món ăn nhẹ. Ví dụ như bánh quy, không được mời họ bánh nướng của nhà làm rồi lại bày lên đĩa sứ, bởi vì cả khách của bạn có thể nghĩ rằng phải làm đúng như vậy trong những buổi giới thiệu và họ sẽ bắt chước bạn từ những việc nhỏ nhất. Theo nguyên tắc tại buổi giới thiệu ở nhà thì chỉ được có một người giới thiệu. Người đỡ đầu của bạn có thể thay bạn giới thiệu, hoặc là bạn có thể giới thiệu cả phân phối viên của bạn. Bạn cần phải giới thiệu người diễn thuyết một cách đích đáng, bởi vì việc đó rất quan trọng để tổ chức thành công buổi họp. Khi giới thiệu người diễn thuyết, bạn đừng quên nhắc tới 4 yếu tố cơ bản. Một, người diễn thuyết đã đạt được thành công trong kinh doanh. Hai, người diễn thuyết sẽ giải thích cho các ứng cử viên làm thế nào họ có thể thành công trong kinh doanh. Ba, người diễn thuyết là bằng hữu của bạn. 4, bạn trong trạng thái rất hưng phấn. Bây giờ chúng ta hãy lần lượt đi sâu vào từng yếu tố vừa nêu. Giới thiệu cho khách mời biết là người sắp diễn thuyết đã thành đạt trong kinh doanh là rất quan trọng, bởi vì được biết trước điều đó họ sẽ tập trung lắng nghe anh ta hơn. Bạn hãy giới thiệu rằng người diễn thuyết sẽ bày cho họ cách đạt được thành công. Ngoài ra bạn hãy nói rằng người chuẩn bị diễn thuyết là người bằng hữu của bạn, vì như vậy sẽ được đề cao mình trước những ứng cử viên của bạn. Họ sẽ cảm thấy hài lòng được tham gia vào tổ chức của bạn khi biết rằng bạn quen trực tiếp với nhà chuyên nghiệp tầm cỡ như vậy. Cuối cùng, bạn hãy giải thích với họ rằng kinh doanh không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là một lĩnh vực mới mà bạn đã hiến dâng toàn bộ bản thân cho nó và bạn rất khoái vì nó. Bạn có thể nói thế này: chúng tôi thực sự rất trung thành với công việc này và muốn được chia sẻ với những người bạn tốt nhất của mình. Còn bây giờ chúng ta cùng lùi lại vài bước và xem xét kỹ lưỡng một vài yếu tố quan trọng. Các cuộc họp phải được diễn ra với nhịp nhanh, hấp dẫn, bài bản, có nhiều thông tin, phải vui vẻ, vui nhộn. Tôi nghĩ là hầu hết những cuộc gặp của bạn phải được tổ chức tại nhà. Bản thân tôi chỉ tổ chức có 2 cuộc họp tại khách sạn trong một tháng. Một trong 2 cuộc họp đó là do người đỡ đầu đã bước lên những bậc cao nhất trong kinh doanh, đứng ra đảm nhiệm. Đây là cuộc họp gia đình kín. Kín ở đây có nghĩa là chỉ có các thành viên của tổ chức, tức là gia đình, tham dự và những người khách mời. Người ngoài cuộc không được nghỉ, không biết gì đến cuộc họp này cả. Đây là cơ hội tốt cho thủ lĩnh của một cuộc họp trong tháng, nhằm củng cố tinh thần cho mạng lưới của mình. Các cuộc họp kiểu này là quá đồ sộ cả về số lượng lẫn khối để có thể tổ chức tại nhà ai đó. Trong kinh doanh theo mạng, chỉ phải mời những ứng cử viên đã tham dự các buổi giới thiệu đầu tiên đến dự những cuộc họp này cả. Một cuộc họp hàng tháng cần được tổ chức nữa là cuộc họp đan chéo, mở rộng tại khách sạn. Một cuộc họp như vậy cần có những thủ lĩnh kinh doanh theo mạng. Tham gia vào buổi họp này phải là các chi nhánh khác nhau trong mạng lưới, và tại buổi họp phải có đông người để tạo nên ấn tượng mạnh mẽ cho những người mới. Các cuộc họp nhỏ tại nhà dần dần sẽ được thay thế bằng những cuộc họp lớn tại nhà, rồi những cuộc họp lớn ở nhà sẽ biến thành những cuộc họp lớn tại khách sạn, và sau đó sẽ biến thành những cuộc họp đan chéo lớn. Cơ cấu này cho phép các nhà phân phối dẫn các ứng cử viên của mình đi qua tất cả các giai đoạn của quá trình đã được nêu ở chương trước. Đây là trình tự làm việc. Một buổi giới thiệu 1:1 hoặc là 2:1, 2 cuộc gỡ tại nhà, 3 cuộc gỡ gia đình mà có thể được tổ chức ở nhà hay ở khách sạn tùy theo số lượng người tham dự, hoặc cuộc họp đan chéo mở rộng tại khách sạn. 4. Các cuộc họp lớn, hội nghị, đại hội. Chỉ nên mời những ứng cử viên đã làm quen với kiểu giới thiệu đầu tiên đến dự những cuộc họp lớn mở rộng. Như vậy là để đảm bảo có những ứng cử viên có cách nhìn tích cực tới dự và không có những người mới được biết về kinh doanh theo mảng và về công ty. Có lẽ bạn này nhận thấy những cuộc họp đều do các thủ lĩnh kinh doanh theo mảng tổ chức. Điều này có 2 lý do. Thứ nhất, bạn điều khiển hệ thống bằng cách tổ chức cuộc họp theo một trật tự. Người phát biểu trên sân khấu phải là người giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới của bạn. Những người duy có quyền diễn thuyết trên sân khấu đã xây dựng nên sự nghiệp trình xây dựng nó. Sau đây, đây là lý do tại sao
Những người diễn thuyết tại cuộc họp là thành viên sắp xuất ông ta đã tham gia tổ chức hồi tháng 3, rồi từ bỏ nó và đến tháng 4 lại nhập lại, có đúng không? Nữa, nếu người diễn thuyết không đủ kiến thức về hệ thống, thì anh ta có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tổ chức của mình. Vì vậy, người phát biểu phải là người đã xây dựng nên mạng lưới của mình hoặc đang nhập hệ thống. Thứ hai, các thủ lĩnh có kỹ năng chuyên nghiệp tổ chức các cuộc họp mở rộng. Trước khi đạt tới trình độ tổ chức hàng trăm, họ biết cách thu hút và tập trung sự chú ý của công chúng, là những người dí dỏm, họ hòa vào bài giới thiệu của những câu chuyện vui, những mẫu chuyện kể về chiến công của họ. Những cuộc họp này rất ấn tượng và không, chúng được tổ chức không phải hàng tuần mà mỗi tháng chỉ một lần. Tôi biết rằng nhiều người thích tổ chức các buổi họp tại khách sạn hàng tuần, nhưng tôi không tán thành ý tưởng này. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, những người tổ chức các cuộc họp tuần tại khách sạn phải tốn kém quá nhiều công sức để tạo ra một ảo tưởng của sự hoạt động nào đó. Mọi người trong mạng lưới của họ sẽ không học được cách từ tổ chức buổi giới thiệu mà sẽ luôn luôn đợi đến cuộc họp tiếp theo. Cũng có thể thấy rằng các cuộc họp được tổ chức hàng tuần dần dần sẽ mất đi khả năng thu hút của mình, giá trị của mình và rốt cuộc là số người đến đi nhiều. Nếu cứ hàng tuần bạn tổ chức cuộc họp thì mọi người sẽ cảm thấy nhàm chán, cả khi giới thiệu là một nhà hùng biệt xuất sắc. Hơn nữa, có thể đặt cọc nhưng bạn với những người của bạn đến dự cuộc gặp, bạn hãy giải thích cho họ biết tầm quan trọng của những gì diễn ra trước và sau buổi họp. Trước khi buổi họp bắt đầu, cách duy nhất cho phép bạn hoàn toàn tin chắc rằng ứng viên sẽ đến dự buổi họp là bạn đến đó anh ta. Bạn có thể nói: nếu anh thấy tiền, tôi sẽ đến đi. Bạn của mình đến sớm hơn 30 phút trước khi cuộc họp bắt đầu để họ tìm được chỗ ngồi ở hàng trên. Khách mời càng ngồi gần người diễn thuyết bao nhiêu thì ấn tượng để lại trong họ sẽ càng sâu sắc bấy nhiêu. Bạn có thể giới thiệu ứng cử viên của bạn với những người quen. Bạn hãy làm quen anh ấy với người đỡ đầu của bạn và các thủ lĩnh khác có mặt tại buổi họp, hoặc làm quen anh ta với những nhà phân phối trước đây đã từng làm nghề giống anh ta. Nhưng cái quan trọng nhất là nhất định bạn phải giới thiệu anh ấy với người diễn thuyết sẽ dẫn buổi giới thiệu. Như vậy, sau khi làm quen ứng cử viên mới, bạn sẽ không nhìn vào người diễn thuyết như vào người không quen biết đang cố bán cho anh ta loại hàng nào đó, mà sẽ nhìn vào ông ấy như người bạn mới đang muốn báo cho anh ta một điều gì đó mới mẻ. Sau khi buổi họp kết thúc, bạn hãy bố trí một cuộc thảo luận về những gì vừa được trình bày. Bạn hãy giải đáp tất cả những thắc mắc của các ứng cử viên. Bạn hãy hỏi xem họ đã sẵn sàng hợp tác với bạn chưa. Nếu họ chưa sẵn sàng hợp tác thì bạn hãy đưa cho họ tập thông tin và hãy ấn định thời điểm gặp gỡ lần sau. Bạn hãy nêu ra cho họ những yếu tố quan trọng khác, những thông tin bổ sung liên quan đến cuộc họp mà bạn phải báo cho các phân phối viên của mình. Một phân phối viên rất cần phải có mặt trong tất cả các buổi họp, bất kể anh ta đến cùng với người mới hay đến một mình. Hai, không rẻ những tràng vỗ tay và những ăn mặc theo phong cách làm việc. Nếu như họ nói là bạn bè của họ không quen với kiểu ăn mặc chỉnh tề, hãy bảo rằng chính vì vậy những người bạn này phải tham gia kinh doanh. Bốn, không được cho phép khách mời mang theo đồ ăn, kẹo cao mơ mà nhà diễn có khi không dám làm việc đó. 6. Nếu nhà tổ chức phạt cho khách mời xem những mẫu hàng, bạn cũng nên cầm lấy một loại mẫu cho dù bạn đã nhìn thấy nó rất nhiều lần. Nếu bạn không cầm thì tất cả những người có mặt sẽ nhận thấy chỉ là có khách mời mới lấy xem những mẫu này. Và nếu trong hội trường có nhiều viên mà ít khách thì những người khách sẽ cảm thấy ngại ngùng và họ sẽ cảnh giác đề phòng rằng có mặt của cả hai vợ chồng trong buổi giới thiệu có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Quan sát mọi người ý xem những ai có kinh doanh nhiều nhất để còn phụ thuộc vào cách bạn tổ chức buổi giới thiệu bình thường. Tôi dẫn ra cho bạn một vài ví dụ tôi thường làm như thế nào để bạn có thể áp dụng được kinh nghiệm của tôi. Mặc dù tôi thường tổ chức buổi giới thiệu bình thường ở tất cả các cuộc họp, buổi giới thiệu 1:1 của tôi dài 30 đến 40 phút. Cuộc họp tại nhà chỉ chiếm 65 phút.
Còn cuộc họp lớn tại khách sạn thì kéo dài khoảng 2 tiếng. Sau đây là nguyên nhân tại sao. Như tôi đã nói ở trên, tôi tổ chức buổi giới thiệu một trời một theo phương án rút ngắn. Tôi bỏ qua thông tin về hệ thống kinh tế đương thời kém hiệu quả để ứng cử viên không phủ thế. Để trong cuộc gặp nhà sư toàn bộ chương trình đầy đủ. Trong cuộc gặp lớn tại khách sạn tôi cũng giới thiệu đầy đủ, nhưng có đi vào nhiều chi tiết và thêm vào nhiều câu đùa vui, nhiều câu chuyện kỳ thú. Khi chuẩn bị cho cuộc họp lớn tại khách sạn, tôi thường dự định sẽ làm cho công chúng vui vẻ một trận cho sướng đời. Đó phải là một sự kiện thực sự, và càng đông người thì càng vui. Tôi thường đùa nhiều về việc kiếm tiền như thế nào, nghỉ ngơi trên máy bay hạng nhất ra sao và thoát nở khỏi đống đồng hồ báo thức như thế nào. Khi đông người, những câu chuyện đùa đó sẽ thành công. Mọi người sẽ nghĩ rằng tôi là một tay khôi hài bất trị. Nhưng nếu tôi cũng bày ra những trò đùa tương tự như vậy trong cuộc họp nhỏ tại nhà thì mọi người sẽ coi tôi như một kẻ vì kỳ tự phụ. Mọi người nhìn tôi và nghĩ, nhìn kìa, hắn ta yêu bản thân mình đến nhường nào. Còn trong những buổi họp lớn, tiếng cười vui tần phấn chấn của một số người sẽ lây lan sang tất cả những người khác và tất cả sẽ thấy hài lòng về buổi họp. Bạn hãy tự giải thích cho mình rằng cuộc họp tại nhà và tại khách sạn về cơ bản là giống nhau, chỉ khác là tại các cuộc họp ở khách sạn có nhiều câu buông đùa và những mẩu chuyện lý thú hơn. Cũng như ở buổi giới thiệu một cho một, nhưng ở đây tôi lưu ý nhiều hơn đến các vấn đề mà người nghe có thể quan tâm tới. Công việc cơ bản thường được làm ngay trong buổi giới thiệu. Cuộc họp chỉ là động lực thúc đẩy cho buổi giới thiệu. Nhưng trước khi kết thúc đề tài này, chúng ta hãy bàn về một vấn đề mà nhiều người quan tâm. Họ kêu ca về thái độ hoài nghi của các ứng cử viên, về phong cách lỗi thời của các cuộc gặp, về việc mọi người không muốn dự họp. Thực tế không phải như vậy. Tuy nhiên mặt khác, nếu bạn tiến lại chỗ người là đầu tiên mà bạn gặp trên đường và đề nghị ông ta gặp bạn vào lúc 7 giờ 30 phút chiều ngày thứ ba tại khách sạn, thì chắc chắn là ông ta sẽ hét lên và chạy biến mất. Còn đây là những việc bạn không nên làm. Bạn có nhớ là chúng ta đã nói rằng bạn chỉ được dẫn những người đã được chuẩn bị đến dự cuộc họp mở rộng không? Thường thì nếu một người đầu óc bình thường được một người không quen biết mời đến dự cuộc họp tại khách sạn thì tất nhiên anh ta sẽ từ chối. Nhưng thực tế nếu anh ta thấy cả câu hỏi phân loại của bạn hấp dẫn, anh ta sẽ xem tập thông tin sơ bộ của bạn. Nếu anh ta thấy thích những gì anh ta đọc được, anh ta sẽ đến dự buổi giới thiệu của bạn. Và nếu anh ta cảm thấy thích buổi giới thiệu này thì anh ấy sẽ sẵn sàng đi 40 dặm bất chấp cả mùa đông băng giá để được tìm hiểu hơn. Anh bỏ qua một cuộc họp mở rộng nào, nhưng cách duy nhất để thu hút được ứng cử viên đến tham dự là buổi giới thiệu. Nếu như bạn thực hiện các bước đầu của quá trình thì mọi người sẽ tự tìm đến buổi họp của bạn. Và nếu bạn tổ chức cuộc họp theo cách tôi bày cho bạn, mọi người sẽ nôn nóng chờ đợi cuộc họp tiếp theo. Như vậy, cuộc họp đan chéo hàng tháng sẽ trở thành sự kiện đầy ý nghĩa, đến nỗi mà những người mời những ứng viên mới đến thì có thể tin chắc 100% rằng khách mời của họ sẽ ký hợp đồng. Họp nhanh là công việc bổ sung đòi hỏi phải luôn luôn nỗ lực, nhưng kết quả là xứng đáng. Trong kinh doanh bây giờ có một truyền thống mới là quảng cáo các cơ hội mà không cần họp hành. Nhưng tôi tin vào chân lý của câu ngạn ngữ rằng muốn biết cây hãy xem quả. Đó là những gì tôi đã hiểu trong lịch sử 50 năm của kinh doanh theo mảng. Chưa một công ty nào thành công và sống sót mà lại không tổ chức những cuộc họp công khai. Mạng lưới sẽ phát triển với tốc độ tối đa nhờ việc lập nên một cơ cấu cuộc họp trong ngành kinh doanh này. Các buổi giới thiệu một cho một làm nền tảng thúc đẩy và nâng cao vai trò của các cuộc gặp gỡ tại nhà. Cuộc gặp gỡ tại nhà thì tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công cuộc họp gia đình. Rồi các cuộc họp gia đình lại là nền tảng tốt cho các cuộc họp đan chéo mở rộng, dây chuyền. Các cuộc họp này được tạo cơ hội cho các ứng cử viên được nhiều lần tham dự buổi giới thiệu. Mỗi buổi giới thiệu sau sẽ là một sự kiện quan trọng hơn buổi trước, và mỗi lần các ứng cử viên lại có thêm các chứng cứ mới chứng tỏ sự lựa chọn của mình đúng đắn. Lập một thời gian biểu là rất cần thiết. Nếu cứ thứ năm đầu tiên của tháng tổ chức một buổi gặp gia đình, hãy ấn định cuộc gặp đan chéo sang thứ năm của thứ ba của tháng. Cuộc đan chéo được tổ chức thứ năm tuần đầu của tháng thì hãy chuyển cuộc họp gia đình sang thứ năm của tuần thứ ba của tháng. Đó là việc cần thiết để không tạo ra một khoảng trống lớn giữa hai lần họp mà bạn mời ứng cử viên đến dự. Nếu mời ứng cử viên đến dự buổi họp gia đình rồi sau đó bắt họ phải đợi 3-4 tuần nữa đến cuộc họp tiếp theo, bạn sẽ mất họ.
Sự hưng phấn của họ sẽ mất dần và họ sẽ chuyển sang làm việc khác. Bạn phải kiểm tra xem dây chuyền của bạn hoạt động có đúng hay không để ứng cử viên luôn biết được bước đi tiếp theo của quá trình là gì. Cuối cùng có thể nói, một số phân phối viên cho rằng chính công ty phải đứng ra tổ chức các cuộc họp và mọi phí tổn. Nhận xét này xa rời chân lý. Bạn nên nhớ rằng đây là sự nghiệp và tiền bạc của bạn. Bạn mới phải là người đứng ra tổ chức, tiến hành các cuộc họp và chi phí cho các buổi họp này chỉ đáng một phần nhỏ của số tiền bạn phải trả cho một vụ kinh doanh bình thường. Quan điểm tổ chức của cuộc họp nhằm làm tăng mối quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh này hoặc đến sản phẩm đã có hiệu quả vào những năm 1970, 1980, 1990 và sẽ không kém hiệu quả hơn vào năm 2010. Nếu bạn muốn ký nhiều người thì cách nhanh nhất là gửi quảng cáo qua đường bưu điện. Nhưng nếu bạn cần kinh doanh lâu dài và ổn định thì không có gì tốt hơn dây chuyền. Các cuộc họp và các buổi gặp mặt tổ chức đúng bài bản. Bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào nghiên cứu việc thành lập sự nghiệp kinh doanh vững chắc trong chương xây dựng theo chiều sâu. Đó là tiếp theo. Sau chúng ta sẽ tiếp tục và Nga xin kết thúc chương 10 tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã lắng nghe và xin mời cả nhà cùng. Cảm ơn em Khánh Nga rất là nhiều. Cô chú anh chị vừa nghe Khánh Nga đọc một cái chương rất là tuyệt vời về các sự kiện. Vậy thì bây giờ trong đội ngũ của chúng ta là hơn 100 người ở đây, xin mời cô chú anh chị có chia sẻ những cái ý kiến mà mình cảm nhận được thì xin mời ạ. Xin mời cả nhà. Tôi ạ. Vâng, xin mời anh Tú Lâm. Xin mời anh Tú Lâm. Cảm ơn chị Trần Hoa đã chuẩn bị. Cảm ơn em Khánh Nga đọc sách. Xin chào chị Văn Việt, xin chào chị Kim Hương, chào tất cả các anh chị. Cái chương này thì cũng là những cái chương mà tác giả cầm tay chỉ việc, vì tác giả bổ sung rất rõ những cái thông tin, những cái nội dung mà chúng ta cần chuẩn bị và chúng ta thực hiện trong các cuộc gặp mặt. Và vừa rồi thì tôi cũng xin chia sẻ một chút cái những cái kỹ năng kiến thức mà chúng tôi đã được trải qua trong cái đào tạo nhà đào tạo. Và cái phần này là một phần rất nhỏ trong cả cái quá trình đào tạo mà và chúng tôi được thủ lĩnh Trương Cường hướng dẫn. Tuy nhiên ở đây đấy thì sâu chuỗi cả cái quá trình này ấy, thì tác giả cũng đã có nói rất là sâu sắc đến cái việc mà chúng ta tại sao phải cái người mà được đưa đến cuộc gặp ấy, thì phải hiểu được tại sao người ta đến. Đó là cái quan trọng nhất. Chứ còn nếu như người ta không hiểu được lý do tại sao người ta đến mà cứ làm theo cái đám đông hoặc người ta nghe cái mông lung thì người ta đến thì người ta cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Và cái việc mà tại sao người ta đến đó là xuất phát từ những cuộc gặp 1-1-2-1 trước đó, xong sau đó mới đưa người ta đến những cái cuộc gặp mặt khác nữa. Thì đấy là đầu tiên. Cái thứ hai là cái mà tác giả cũng nói rất nhiều đến cái bối cảnh. Và chúng ta đều biết là bối cảnh thì quan trọng hơn nội dung. Nếu như một cuộc gặp, kể cả cuộc gặp 1-1 hẹn một ai đấy ra quán cà phê nào đấy, nhưng mà những cái điều kiện mà Lâm nghĩ rằng rất quan trọng trong đây, đó là cái đầu tiên là phải nghĩ đến, đó là cái điều kiện về an ninh và an toàn. Bởi vì kể cả trong cuộc gặp 1-1 hoặc những cuộc hội họp cũng thế thôi. Hôm vừa rồi tôi Lâm, sau khi mà thủ lĩnh Trương Huy Cường tổ chức xong cái đào tạo thì Lâm đến nói chuyện riêng với thủ lĩnh và rất là hoan hỉ đón nhận ý kiến đấy. Bởi vì nói thật với các anh chị là nếu như các anh chị mời ra đi uống cà phê thôi, nhưng mà người ta cứ thấp thỏm, người ta lo bị mất xe máy, thì chắc chắn là cái cuộc gặp đấy nó không được. Thì chứng tỏ là cái việc mà để đảm bảo không bị mất đồ cho người ta cũng là một cái rất là quan trọng, là nó liên quan đến an ninh. Còn tại sao Lâm lại nói đến gần liên quan đến an toàn, tức là trong tất cả các cuộc hội họp ấy, thì cái môi trường, nhất là những cuộc họp lớn ấy, thì cái điều kiện để đảm bảo việc an toàn ngoài âm thanh sáng, các bố trí sân khấu, những kỹ năng trong cái phần tác giả đã nêu rất rõ rồi, thì cái phần an toàn cho cuộc gặp cũng rất quan trọng. Tức là ví dụ như là mình tổ chức cuộc gặp đấy ở đâu và có bao nhiêu người, trong cái phòng đấy như thế nào, thì cái phòng đấy có đủ điều kiện về an toàn. Lâm nói đây là cái an toàn về phòng chống cháy nổ và thoát hiểm, thì đấy cũng là một trong những cái mà hết sức quan trọng, bởi vì nó có quy định hết các anh cái chị, một với số lượng bao nhiêu người thì cần cái phòng có bao nhiêu cái lối thoát hiểm, mà lối thoát hiểm đấy phải bố trí phân tán, rồi những cái cửa đấy có được mở ra phía ngoài hay không, rồi cái cửa đấy có bị người khác, người ta không may người ta lấy dây, hoặc người ta vô tình người ta khóa lại, người ta sợ trộm, người ta khóa lại hay không,
rồi trên các cửa đấy có những cái đèn để hướng dẫn thoát hiểm, hoặc là trong trường hợp mà có sự cố thì đèn đấy sẽ được tắt đi hay không, và những cái đèn chiếu sáng nó phải được bật lên. Và Lâm cũng lấy những cái hình ảnh rất là sinh động, như các anh các chị biết rồi, những ví dụ những cái quán karaoke gần đây ở Bình Dương bị cháy, thì đấy là một trong những cái nơi mà là khi mà xảy ra hoảng loạn, khi mà xảy ra những cái điều kiện không an toàn như vậy thì có người ta thường là người ta rất dễ bị hoảng loạn. Và ngay cả cái sân vận động của Malaysia lớn như vậy, gần đây Indonesia lớn như vậy, mà chỉ cần có một tổ thôi khói bốc lên thôi là tự nhiên người ta dẫm đạp với nhau, người ta chết. Thì đấy là một trong những cái mà chúng ta hết sức lưu ý về phần an ninh, an toàn. Còn với các điều kiện trong một buổi gặp mặt ấy, thì các anh cũng đều biết rồi là hôm vừa rồi chúng tôi được học thì nó rất là quan trọng, nhất là về phòng chẳng hạn. Thì cái nơi mà làm việc đấy thì cái phòng đấy là phải phẳng, các cái ghế có thể di chuyển được, và hạn chế ngồi những cái ghế bọc vải. Cửa ra vào thì cũng nên ở cái cuối. Thì đấy là chúng ta thì chưa tổ chức những cuộc lớn như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ tổ chức trong tương lai, hoặc là trong những buổi mặt mà đông người. Còn về âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ thì chúng ta cũng biết rồi, là tác giả trong đấy cũng ghi rất rõ là âm thanh phải như thế nào, nhiệt độ phải làm sao, và phần ánh sáng nữa, nó phải đủ để cho người ta có thể đọc được tài liệu, người ta có thể nhìn được mọi người. Thì Lâm cũng chỉ nói về một số cái về vật lý là như vậy thôi, yếu tố về cơ học là như vậy thôi. Còn về nội dung bài giảng này rồi thì cái cách như thế nào thì các anh các chị có thể đọc được rõ trong cái phần mà tác giả đã đưa lên đây. Cảm ơn Hương, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn chị Trần Hoa, mời chị Trần Hoa. Vâng, xin mời, cảm ơn Linh Hương và mời Trần Hoa. Dạ, em được tất cả. Alo. Vâng, cảm ơn anh nha, Vũ Lâm đã chia sẻ. Cảm ơn em Khánh Nga đã đồng và Thị Hoa Thị Dung. Chúc cả nhà một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Tôi là Trần Thị Hoa, tôi đang ở thị trường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin chia sẻ cái đợt chương 10 của bạn Nga vừa mới đọc cho chúng ta cùng nghe. Đó là tổ chức cuộc họp sinh động. Trong cái cuốn chương 10 này thì tác giả cầm tay chỉ việc cho chúng ta rất là cụ thể, đúng cả nhà, rất là chi tiết. Chúng ta chỉ thực hiện theo tác giả mà chỉ dẫn đây thì chúng ta sẽ có những cái cuộc gặp rất là hiệu quả. Ở đây thì Hoa đã nói lên những cái mà tác giả chỉ cho chúng ta, đó là những cái giá trị. Tác giả nói giá trị của buổi biển là sự chuẩn bị chú đáo. Ở đây ta hay thường nói là bối cảnh hơn nội dung là chỗ đó. Tức là để có cái hiệu quả trong các cái cuộc gặp, dù ở nhà hay ở khách sạn hay ở nhà hàng, thì cái sự chuẩn bị là chú đáo thì sẽ đưa lại cái hiệu quả rất thành công cho cuộc gặp. Đó là tác giả nói ngay từ đầu. Chú đáo về bối cảnh, chú đáo về dụng cụ. Ví dụ bối cảnh như anh Vũ Lâm cũng đã chia sẻ, bối cảnh phải phù hợp. Bối cảnh làm không làm ảnh hưởng đến đến quán cà phê thì mình phải quan sát xung quanh quán cà phê, để xe cho khách lựa đến cái chỗ để xe về cái an toàn hay không. Cái thứ hai nữa là cái bối cảnh đó khi mình làm việc thì nó có ảnh hưởng, những cái khách hàng xung quanh, những cái khách uống cà phê xung quanh, nó có làm ảnh hưởng đến cái cuộc nói chuyện của mình hay không. Đó là những cái bối cảnh, hoặc đến nhà hàng cũng vậy. Hoặc đến khách sạn cũng vậy. Cái bối cảnh của khách hàng, cái hội trường của khách hàng, thì nó có phù hợp, nó có lớn quá so với cái lượng khách. Ví dụ lượng khách có 20 người, nhưng mà cái dưới cả 100 người hoặc là ấy thì nó lại lặng ra. Hoặc là khách của mình 50-60 người nhưng mà cái hội trường nó quá chật, thì cũng tạo cái bối cảnh sau này cho khách hàng của ngồi mình không thoải mái. Mà ngồi không thoải mái thì cũng không đưa lại hiệu quả. Và tác giả chỉ cho mình chuẩn bị từng cái dụng cụ một, từng cái bảng, và vị trí đặt bảng như thế nào để cho nó phù hợp. Thì ở đây tác giả nói mình bảng là phải đặt ở giữa, để làm sao ở giữa để mọi người ở ngồi dưới đều quan sát được. Và
tránh cái trường hợp mà bản mình đặt ở ngoài cửa, thì người cứ mỗi lần người đi, có những người đi trễ để đi vào đi ra thì nó sẽ ảnh hưởng. Và đơn giản thôi, ngay cái lau bản thôi, nếu mình không chuẩn bị thì cũng trở thành cái, khi mình đang làm việc, khi mình đang viết thì cái chùi bản đó thì mình cũng loay hoay, cũng mất thời gian và thiếu chuyên nghiệp ở chỗ đó. Cho nên chúng ta càng chuẩn bị chi tiết bao nhiêu thì càng đưa lại cái hiệu quả bấy nhiêu. Kể cả là những cái bàn, có một cái bàn kế bên để mình đặt hay là những cái bức ảnh, những cái tấm hình mà để mang tính quảng bá, cũng không nên quá hoành tráng cả nhà. Nhiều người, nhiều nơi thì chuẩn bị một cái bàn nào là bông hoa, nào là nó hoành tráng, không cần thiết, mà càng đơn giản bao nhiêu, bởi vì nó để mang tính sao chép, để họ cảm thấy họ sẽ sao chép được đó. Và ngay cái và giới thiệu, cái thứ nhất là hoa nót được về cái sự chuẩn bị chi tiết, chu đáo, vị trí, bối cảnh là thật tốt. Thậm chí những cái nhạc thế nào, nhạc bắt đầu như thế nào và nhạc thúc ra sao, thì cái này thì chúng ta nghiên cứu kỹ trong cái đoạn sách này, thì chúng ta sẽ được chuẩn bị cho mình những cái cuộc gặp của mình chu đáo. Và kể cả cái ánh sáng ấy cả nhà, ánh sáng cũng cực kỳ quan trọng, bởi vì ánh sáng nó liên quan đến, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, và ánh sáng cũng giúp cho người ta cũng nhìn thấy được và cũng không có khó chịu. Âm thanh, ánh sáng, nói chung là tất cả những cái đó là mình phải chuẩn bị chu đáo. Và kể cả mình chuẩn bị khách hàng của mình là phải mời trước khi đó. Nếu như mình để khách hàng của mình mà để sát nút quá, mình phải làm sao, mình phải giám sát, rồi mình phải động viên, mình phải như thế nào để có khách hàng của mình đến, tốt nhất là đến trước 30 phút để có cái sự chuẩn bị, và để cái khách hàng của mình là chọn được cái vị trí tốt nhất. Tôi nhớ không nhầm thì ngay trong cái buổi chiếc kem, bạn Thái đúng không ạ? Bạn Thái ngồi, khi mà người ta ngồi hết rồi vào chậm đi, thì bạn Thái ngồi ở cái góc phía bên trái, mà phía bên cùng cả nhà. Bạn không biết cái gì hết, bạn không nắm, bạn phát biểu, em ngồi đó, em không biết, không, tức là người ta không đón nhận được những cái cảm hứng, truyền cảm hứng. Mà cái vị trí tốt nhất là vị trí ở giữa và vị trí phía trên đó cả nhà. Nếu mình ngồi đó thì mình không có năng lượng, mình cũng phải có năng lượng, tức là nó cuốn hút theo cái năng lượng của diễn giả, của sân khấu. Nhưng nếu mình ngồi để khách hàng mình ngồi tốt ở dưới cùng á, thì chắc chắn một là ngủ, hai là bấm điện thoại, ba là không hiệu quả của cái buổi đó, là không hiệu quả, không cao. Cái này mình hết sức để ý nha cả nhà. Và cái điều thứ hai nữa là tác giả muốn giúp chúng ta ở đây là cái bài giới thiệu. Bài giới thiệu phải, cái người giới thiệu lên là phải thật năng động. Dù ở nhà hay ở khách sạn hay ở nhà hàng hay ở hội trường lớn, hội trường nhỏ, thì mình luôn luôn chuẩn bị cái người giới thiệu phải là người tự tin, phải là người năng động. Đó, còn mình tập duyệt thì mình tập duyệt ở trong cái Zoom nhỏ của mình. Mình bồi dưỡng cho họ, nhưng khi ra ở tạo cái hiệu ứng hiệu quả đó thì mình nên lấy một con người thật năng động và thật tự tin tại nhà. Và giới thiệu thì ở đây tác giả cũng nói cho mình, chỉ cho mình biết là giới thiệu làm sao mà mô tả được, nêu lên những cái ưu thế và giới thiệu qua về cái sản phẩm hay là kinh doanh, tức là họ nói ngắn gọn. Và trong cái giới thiệu đó thì mình cũng bồi dưỡng cho họ là giới thiệu làm sao ở trong vòng 1-2 phút về bản thân, phải bán được cái bản thân của mình. Đó, bán ở đây mà mình không cần phải nói dài, nói dai, nói nhiều, mà mình phải lấy những cái ưu thế gì nhất của mình để mình bán. Và trong vòng, nhiều khi mình cho, ví dụ cái cuộc lớn á, mình cho họ, mình họ cho mình 2-3 phút thì mình được giới thiệu rộng ra. Cái bài này chuẩn bị, thực ra thì Hoa vừa rồi cũng được làm MC trong cái Rick Kem á, thì Hoa cũng có nhiều cái lỗi lắm. Khi về mình nghe lại cái của mình truyền cảm hứng được, nhưng mà cái lỗi của mình vẫn đang còn vấp chỗ nào, thì Hoa tự nghe đi nghe lại và Hoa tự điều chỉnh lại. Mặc dù được nhiều người tán thưởng, nhiều người khen, nhưng mà về Hoa vẫn phải rút kinh nghiệm cho mình ở chỗ nào mình cần trau chuốt hơn đó. Và cái bài giới thiệu ở nhà thì nó ngắn gọn hơn, nhưng mà cũng đầy đủ, nhưng mà cũng phải như vậy. Dù ở nhà hay ở khách sạn thì tác giả nói ở đây về cơ bản thì giống nhau,
về cơ bản thì giống nhau, các bước, các tiến trình và cái mục đích của cuộc họp đều là giống nhau. Đó, và giới thiệu người diễn thuyết thì người diễn thuyết ở đây cũng phải cái người có thành đạt trong kinh doanh. Đó, họ phải có những cái thành tích thành đạt trong kinh doanh, hoặc là tác giả còn chỉ cho mình nói là giới thiệu đây là bạn hữu của mình để cho họ an tâm. Mình những người thành đạt như vậy, mình tức là mình là người trực tiếp giới thiệu khách hàng đến thì họ cảm nhận về cái an toàn khi đi theo mình, bởi vì mình đã đang đi với người thành công. Rất là tuyệt vời, đúng không cả nhà? Ở đây ý của tác giả nói là tại sao mình lại chèn vào là người giới thiệu diễn người cái người mà diễn đạt diễn thuyết ở đó là bạn hữu của mình thì mình rất là có lợi thế, bởi vì người ta nói bạn ấy đã đi với người thành công là bạn của người đó thì chắc chắn mình yên tâm mà theo bạn. Và cái người diễn thuyết này cũng phải có một cái để giúp họ phải có cái kỹ năng, có về cái có cái kiến thức để giúp họ giải thích cho họ hiểu được. Đó, giải thích cái sự mong muốn của khách hàng cần hiểu được. Tác giả cũng nhắc mình là các cuộc gặp là phải nhanh, không nên kéo dài. Điều mà tác giả muốn nhắc nhở chúng ta là không nên tổ chức thường xuyên ở khách sạn, ở nhà hàng, bởi vì tác giả rất là tỉ mỉ, đúng không cả nhà? Chỉ cho chúng ta rất là tỉ mỉ. Nếu như thường xuyên như vậy thì nó liên quan đến cái kinh phí và liên quan cái sự sao chép. Liệu những người sau có sao chép được như vậy hay không? Liệu cái doanh nghiệp của mình có sao chép được như vậy hay không? Cho nên nếu nhưng mà ngược lại, một cái công ty mà tác giả khẳng định 50 năm về kinh nghiệm làm trong MLM á, thì trên 50 năm thì chưa có một công ty nào mà không tổ chức sự kiện mà thành công. Không tổ chức khách hàng, không tổ chức các cuộc họp đó mà thành công. Họ nấp bóng, họ cứ làm, họ cứ quảng bá, họ tự làm theo cái cách của mình thì những công ty đó không bao giờ thành công. Đó là điều tác giả cũng khẳng định. Tức là ở đây có hai ý mà tác giả lưu ý mà Hoa nói được á. Một là không nên tổ chức thường xuyên các cái sự kiện lớn, nhưng cũng không, nếu mà không bao giờ tổ chức á thì cũng không thành công được. Đó, ít nhất một tháng một lần về tổ chức ở nhà hàng một sự kiện. Đó là trong hệ thống S69 mình cũng đang làm như vậy đó cả nhà. Ngoài cái thời gian dịch thì tác giả cũng thì S69 các cái thủ lĩnh của mình cũng tổ chức các cái sự kiện một tháng hay một quý, rít kem hay là tổ chức các cái như chúng ta đã biết. Và sau khi cuộc gặp thì phải hỏi, mình hỏi lại cái cảm nhận của họ và giúp họ ra quyết định. Nhưng tác giả ở đây cũng nói là nếu như họ không đưa ra được quyết định, nếu họ chưa cảm nhận được thì mình hãy tiếp tục cung cấp những cái thông tin và để giúp họ, và tiếp tục là giúp họ đến những cái thành công để cuộc gặp tiếp theo nữa. Đó. Và tác giả nói muốn tìm hiểu cây thì phải xem quả. Đó, thì cái này thì tác giả muốn nhấn lại là phải muốn tìm hiểu, bởi vì tạo cái sự kiện đó thì đến đó họ sẽ nhìn được toàn diện. Họ sẽ đến sự kiện thì tác giúp cho khách hàng của mình nhìn ra được cái toàn diện của một cái mà họ muốn tìm hiểu, ví dụ về sản phẩm, về kinh doanh, hoặc là họ được chứng kiến những cái câu chuyện, nghe mình kể thôi họ chưa có phê, mà đến đó thì họ được chứng kiến câu chuyện thật. Ví dụ như vừa rồi Rick Kem thì họ được chứng kiến cô giáo bổ dưa, đúng không ạ? Cô giáo bổ dưa là cô giáo rửa bô, cô giáo nuôi dạy trẻ cả nhà, một cô giáo rửa bô nhưng bây giờ cũng đã trở thành một thủ lĩnh. Hoặc là họ nghe câu chuyện thực, chia sẻ rất thật của Lê Hòa, một nông dân, hoặc là nghe câu chuyện của Vũ Thị Lý. Đó, những cái câu chuyện thật họ cảm hóa được họ tin và họ cộng hưởng được cái sự năng lượng, cái sự lan tỏa năng lượng trong hội trường đó. Cho nên tại sao này muốn thành công về nhúng mông vào sự kiện là như vậy. Và tác giả nói ở câu này Hoa cũng rất là tâm đắc: nếu như bạn có cái quan điểm công ty chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp thì bạn đã sai. Lúc đầu Hoa cũng có quan điểm này cả nhà. Hoa nghĩ những sự kiện này một cái công ty lớn thì phải tổ chức cho anh em đi chứ,
quan điểm của Hoa lúc đầu như vậy đấy cả nhà. À, mình phải đóng tiền ra là mình cảm thấy như không phải là mình tiếc từng đó tiền mà mình cảm thấy nó hơi khó chịu lúc đó. Nhưng mà sau này Hoa hiểu ra rồi á, thì mình khi mình mở cái mặt, chính mình cũng là chủ doanh nghiệp, chính mình cũng là công ty, cho nên mình phải có trách nhiệm, bởi vì công ty không thể ôm hết được. Nếu mà như vậy thì công ty làm sao lấy tiền đâu, kinh phí đâu. Sau này Hoa đi vào, Hoa làm việc rồi á, Hoa đồng hành rồi, Hoa mới hiểu được, rõ được cái bản chất đó. Chứ thời gian đầu Hoa cũng đóng tiền, Hoa cũng khó chịu cả nhà. Hoa cảm thấy phải bắt đầu, Hoa cảm thấy tại sao lại phải đóng tiền, cái này lại lẽ ra là công ty phải tổ chức mình được đi chứ đó. Nhưng mà sau này thì Hoa cảm thấy là ví dụ mình đóng 200 cho một sự kiện thì mình cảm thấy cũng quá nhỏ bé. Thế này công ty đang còn hỗ trợ các thủ lĩnh, các leader đang còn hỗ trợ mình nhiều. Theo như mình biết ở đây thì họ phải chi phí ra nhiều hơn thế nữa. Chẳng qua mình đóng những cái này là chi phí tối thiểu cho mình thôi. Đó, thì cái đó sau này, cái quan điểm này thì bây giờ Hoa cũng, tác giả ở đây cũng nói rất là đó. Và Hoa xin hết, Hoa xin chia sẻ một số cái ý của Hoa nói như vậy ạ. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe ạ. Hoa xin hết ạ. Xin cảm ơn Trần Hoa rất là nhiều. Trần Hoa là không những là rất là chăm chỉ nghe đọc sách mà lại còn là người thực chiến rất là nhiều trong giai đoạn vừa rồi, đúng không ạ? Cùng với cả thủ lĩnh, người hướng dẫn Phan Nguyệt đã đi khắp mọi nơi và chia sẻ rất nhiều trong các cái cuộc chia sẻ nhóm đội ngũ rồi. Chính vì thế nên là cái chia sẻ của Trần Hoa là vô cùng thực tế, mọi người có thể nghiên cứu và học tập thêm, bởi vì chúng ta ở môi trường này là chúng ta muốn lan tỏa giá trị của CBD đến rất nhiều người xung quanh chúng ta nữa. Mỗi một bài học giúp chúng ta có nhiều những kỹ năng và khả năng để chúng ta có thể tiếp cận được với cả đối tượng khách hàng nhiều hơn. Xin mời các cô chú anh chị em ở trong chia sẻ tiếp những cái câu chuyện mà chúng ta vừa mới đọc được ở trong cái chương 10 vừa xong ạ. Xin mời ai xung phong thì bật mic và xưng tôi ạ, xưng tên ạ. Xin mời cả nhà. Có ai có kinh nghiệm thực chiến nữa thì chia sẻ tiếp ạ. Gia đình mình qua đọc sách thì gia đình mình cảm nhận như thế nào, theo cái ý của mình thì cứ chia sẻ ạ. Không nhất thiết là phải thực chiến ạ. Mà mình thích nhất là cái câu nào trong này, hoặc là mình có cảm nhận gì trong mà tác giả đã giúp cho mình như vậy ạ. Một câu, một từ mà mình nói phải cũng được, không nhất thiết là phải cả bài đó cả nhà. Đúng rồi. Tôi xin chào cả nhà. Xin mời anh Hồng. Mời anh Hồng. Xin chào các bạn phát nguyện, chúc ngày tháng ta một ngày mới tràn đầy năng lượng. Anh Hồng đang đi tập thể dục thì anh Hồng đang thấy anh Lâm Vũ và chị Hoa Trần chia sẻ rất là đầy đủ rồi, và mọi người có hiểu được tại sao mà anh Lâm Vũ và chị Hoa Trần từ nãy đến giờ đã đúc kết được hết tất cả các nội dung ở trong cái em Hồng vừa đọc không. đó là thực học. Thực sao mà nói, mỗi chúng ta đều phải học thực tế, hay học ở bất cứ một chỗ nào chúng ta cũng đều phải thực học hết. Và có được một cái đúc kết như chị Hoa và anh Lâm Vũ, đó là nhờ cái buổi đào tạo và nhà đào tạo. Và hai thủ lĩnh đó, hai nhà đào tạo đó đã được học rất là chi tiết. Thế thì tất cả chúng ta có cảm thấy như thế nào không? Nếu như những người K8 cảm thấy như thế nào? Cảm thấy rằng nếu như hôm đó mình có mặt ở trong cái buổi học hôm đó thì có lẽ chúng ta sẽ đúc kết còn giỏi hơn Hoa và anh Lâm Vũ, đúng không ạ? Cũng thế, tất cả những gì mà hai anh chị vừa chia sẻ vừa xong á, thì anh Hồng cũng đã được học trong buổi đào tạo, nhà đào tạo. Vậy suy cho cùng, chúng ta phải là người thực học thực tế, chúng ta phải chạm tới. Nếu như chỉ ngồi ở trong room như thế này mà nghe chia sẻ thôi thì có lẽ là nó rất dễ quên. Và chúng ta học theo một cái kiểu là học ra tốc ạ. Thực ra cái tạo hôm rồi phải đi chủ yếu là học ra tốc. Và học tóc thì nó rất là nhớ vào trong cái đầu bộ não của mình. Một người làm việc mà để mà cho ngồi ở nghe đọc sách như này
anh Hồng không thể nhớ được, không thể nốt hết được. Nhưng mà qua ra thực tế, nó nằm trong đầu anh Hồng rất là nhiều thứ. Và phải đi trong phải đào tạo chỉ làm sao để thật nhanh thật nhanh nhảy, để mình đào tạo huấn luyện cho đội ngũ của mình làm thế nào đi về được một cách nhanh nhất. Đó là những mà mọi người trải nghiệm được ở trong cái buổi đào tạo, nhà đào tạo đó. Quay ngược trở lại thì mỗi chúng ta phải nghĩ rằng như này này, theo quan điểm của anh Hồng nhá, mình vào đây mục đích của mình là gì? Bảo vệ sức khỏe. Ồ thì sản phẩm tốt rồi, ai vào sản phẩm tốt để trải nghiệm. Và mục đích thứ hai là mình xây dựng một doanh nghiệp cho mình. Thế thì mình xây dựng, trước kia thì mình lắm nói nhiều nói thật, nhưng bây giờ mình hạn chế những cái từ ngữ đó, và bây giờ mình dùng những cái từ ngữ đó là mình chia sẻ cho người biết đến cái sản phẩm này, để mọi người cùng nhau bảo vệ sức khỏe, và đó mình lan tỏa bao nhiêu đấy là quyền của mình. Thế là tự khắc công ty sẽ thưởng cho mình thôi, đúng không cả nhà? Thế thì mỗi chúng ta đều phải học làm thế nào đó để mang về áp dụng cái đội ngũ của mình. Tại sao có người tuyển dụng được và tại sao có người không tuyển dụng được? Đó là nhờ vào thực học, đó là nhờ. Và mỗi chúng ta đều phải nhớ rằng là mình vào đây mình học cho bản thân mình. Thế thì những cái buổi đào tạo viết kem hay là đào tạo trại lãnh đạo, nhà lãnh đạo như thế, không phải là hôm nay mọi người đi mọi người bảo ồ tôi đi rồi nên năm nay không phải đi nữa, không phải đâu cả nhà. Chính những người đứng lên đào tạo cho mình họ cũng đều cảm nhận rằng cách đây 2 năm họ đào tạo một cái phong thái khác, một cái nội dung khác và một cái cử chỉ khác, và hôm nay họ lên đào tạo cho mình với một con người lột xác khác hoàn toàn. Chính bản thân những người họ đào tạo họ đã cảm nhận những điều như thế. Thế thì mình là những người lắng nghe thì mình lại cảm thấy nó mới mẻ hơn rất là nhiều. Cho nên mỗi một buổi đi á, mình học được những kiến thức cực kỳ mới, cực kỳ hay, và học là học cho mình. Thì không lấy gì của mình cả. Mình đi mình ăn thì là tiền của mình ở là tiền của mình. Mình không ăn không ở thì ở nhà mình cũng phải ở. Và mọi người có biết không? Như thế nó cực kỳ giá trị và cực kỳ nhiều tiền nếu như mà mình phải bỏ tiền ra để mình học ở bên ngoài. Thế tại sao mình đi học một cách miễn phí? Toàn những người giảng, trời ơi, nếu một bài giảng của Anna Nguyễn mọi người không thể tưởng tượng nổi. Ngô Bích Hà cũng thế đó, hay là diễn giải Minh, trời ơi, toàn những cái bài mà mọi người ngồi cứ há hốc mồm ra thôi, và học một cách tức là vượt thời gian, không ai kêu nói, không ai than và hỏi có học nữa không, mọi người vẫn cứ quyết tâm học. Thế chứng tỏ một điều là cái thực học và cái học gia túc nó khác hoàn toàn. Cho nên anh Hồng chỉ muốn gửi gắm đến cho tất cả đồng đội của chúng ta một câu rằng là nếu như có tất cả các sự kiện muốn mình lớn, muốn doanh nghiệp của mình lớn thì hãy đi đi, đừng nghĩ rằng là hôm nay mình học rồi ngày mai mình không cần phải đi nữa, trừ phi trường hợp là mình không còn một chút thời gian nào nữa, mình không thể bố trí được thời gian thì mình hãy bỏ cuộc thôi. Còn nếu như mà có thể bố trí được thời gian thì anh Hồng chỉ muốn tất cả mọi người chúng ta hãy đi. Và tại sao đội ngũ của Nghệ An họ thành công nhanh là bởi vì tất cả các sự kiện họ đi cực kỳ đông, đúng lắm cả nhà, và họ đi như vậy họ học phải được rất là nhiều. Thế nên là chúng ta hy vọng là sau sẽ có đông nhiều người đi hơn rất là nhiều. Khi đứng lên chụp hình thì đội ngũ của Phan Nguyệt được có 7 người, đội ngũ Nghệ An mấy chục người, nhiều người luôn cả nhà, rất là tiếc. Anh Hồng chỉ muốn nói với tất cả mọi người rằng là chúng ta hãy tự thực học, và tất cả các buổi OBB như thế này mình cũng không trông chờ vào những cái buổi cứ phải chờ chị Nguyệt hoặc cứ phải chờ lên hội trường của công ty, mà chúng ta hãy tự tổ chức cho nhau 3 người được 4 người học tự tạo, và mình những nhỏ như vậy mình nói được ít, sau này mình nói được nhiều. Cho nên là mọi người nếu có một chút thời gian để kết nối 3141, chúng ta có thể làm một cái buổi OBB thật là nhỏ. Bây giờ thì chúng ta giới thiệu về sản phẩm là chủ yếu thôi, không nói quá công ty, không có toán quá nhiều về sơ đồ trả thưởng, cho nên là cái này nó lại càng dễ hơn, đúng không cả nhà? Rồi anh Hồng chỉ một lần như thế thôi ạ. Còn cô Lâm A đã được đi học quá tuyệt vời rồi, đã chia sẻ hết rồi. Cảm ơn chị Kim Hương đã cho em chia sẻ. Rồi xin cảm ơn em Hồng. Nói chung là chúng ta học ở đây cứ ngày 1, ngày 2 thì mưa dầm thấm lông, phải không cả nhà? Và em Hồng cũng chia sẻ đấy, quá trình thực học nó là một cái mà cực kỳ cần thiết. Nếu như mà mọi người cứ tập trung học, mọi người cứ quan tâm đến mọi thứ mà trong các buổi room như thế này thì gần như là chúng ta được cầm tay chỉ việc hết rồi. Và hôm nay thì có cả bác sĩ Phương đang ngồi đây. Rất là cảm kích khi hôm qua nghe bác sĩ Phương chia sẻ mà mình cảm thấy rung rinh hết cả trái tim luôn ấy. Vô cùng yêu Siri, xin mời bác sĩ Phương có vài câu chia sẻ với anh chị em để lấy cảm hứng cho ngày mới nào. Xin mời chị Phương. Chào nhà đào tạo Kim Hương cùng với nhà đào tạo Phan Nguyệt. Phương thực sự là hạnh phúc, sáng thì cũng 5 giờ đúng là Phương sinh hoạt với
đội nhóm của Phương đến 6 giờ đúng. Thế và 6 giờ 1 phút là Phương đã lại vào được với anh em của bên nhà đào tạo Phan Nguyệt. Thực sự là rất là vui và rất là hạnh phúc. Ở phần vào sau thì là cũng không nghe được cái phần đọc, nhưng mà qua cái phần chia sẻ của Trần Hoa và phần chia sẻ của chỗ anh Lâm, Phương cũng có hiểu đôi chút về cái bối cảnh hôm nay khi mà đọc liên quan đến ta có thể tạo nên những cái phòng họp hoặc là những cái nơi mà chúng ta cùng nhau học thì đơn giản lắm. Chúng ta đã khi một khi mà chúng ta mê học ấy thì chúng ta thấy rằng là cũng không phải là ở những cái Zoom to, không phải những Zoom lớn. Nhưng nếu như bạn Hồng vừa nói ấy, thì là nếu như đi được vừa rồi cái hội nghị gọi là cái chương trình đào tạo nhà đào tạo, thực sự là phấn khởi. Và Phương và cùng tất cả anh em đồng đội sau khi ra khỏi cái lớp đấy thì nghĩ rằng là ai không được đi trong cái lớp đào tạo nhà đào tạo này thì không nghĩ là nước tiếc nửa cuộc đời, mà gọi là tiếc cả cuộc đời. Thế vào Phương cũng là một nhà giáo đứng ở trên bục giảng trên 40 năm, nhưng cũng phải là lần đầu tiên trong đời được học về, tức là mình cứ tự thôi, một cái tự nhiên, cái gì cũng tự nhiên, nhưng bây giờ học về nó có kiến thức. Ví dụ như là cách nói của cô giáo nhà đào tạo cô Hải ấy, thì là thấy rằng là cái cách nói ngày xưa thì mình chỉ nói thế này đơn thuần thôi, nhưng bây giờ có nhấn, có trầm và có bổng. Và hôm qua Kim Hương cũng có nói đến một cái điều, đó là cái bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại và tất cả ai cũng có một cái câu chuyện của bản thân. Xong thì câu chuyện đấy có lôi cuốn được không, có ly kỳ được không, có thu hút người nghe được không, cũng lại là do mình. Đấy, thí dụ như là bản thân tôi, khi mình nói bản thân tôi, tôi có những cái nỗi đau, tôi có những cái điều mà tôi cảm nhận trong quá khứ đã làm cho tôi rất là đau khổ. Có những lúc nó chìm xuống, cảm giác như ở đáy sâu, không nhìn thấy nó đâu. Thế cho nên khi tôi bắt đầu nhìn thấy Siri thì cuộc đời của tôi nó lại bồng lên. Ví dụ như vậy, thì cái cách nói mà khi Phương về, Phương học được ấy, thì tạo ra cho mình những cái câu chuyện. Và cho đến bây giờ, anh em trong Zoom của mình hôm nay sẽ có đi một cái con đường, vẫn là đường ta đi, nhưng mà mình tạo ra rằng là nhiều cái góc cạnh hơn. Đấy, nhiều cái góc cạnh hơn. Trước kia thì cũng có nói về câu chuyện, cũng về kể rồi, nhưng cho đến bây giờ thì chúng ta đi ly kỳ hơn, tạo cái sức hút hơn, sức cuốn hút hơn. Thì cái câu chuyện mà hôm qua chúng ta kể là ta đi theo một cái giống như kiểu một cái bài văn ấy. Ở đây các cô giáo làm rồi, có bước 1, có bước 2, có bước 3, có đến 6 bước. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là các cái bước đấy, anh em nhẹ nhàng bước vào nó như mây khói ấy. Nó không có là em ở đến bước 1 rồi tiếp theo ta vào bước 2, tiếp theo ta vào bước 3. Thế thì cái câu chuyện tự nhiên nó sẽ không hay. Anh em đi làm sao mà chúng ta cứ nhẹ nhàng từng bước một và cứ tuần tự, tôi tên là như thế này, trong những cái năm tháng đấy tôi có vấn đề về sức khỏe như thế này, thế rồi tôi cảm giác là tôi có Siberi thì tôi thấy như thế này. Tức là mình mỗi một lần mình chuyển các cái bước đấy thì em chuyển làm sao mà hôm qua Phương cũng không được logic lắm, bởi vì là mình chưa nghiên cứu, chưa đọc kỹ. Nhưng rồi đây thì Phương cũng muốn là rút kinh nghiệm từ Phương, anh em sẽ viết ra. Đấy, sáng nay là tức là Phương đã ngồi, sáng nay Phương viết lại toàn bộ câu chuyện của mình vào một cái trang sách như này, và sau đó thì mình bắt đầu làm, mình đọc, mình nhìn vào gương thì mình đọc xem là cái chỗ nào mà mình cảm giác là nó kém thì mình bắt đầu mình lại đọc lại để thấy rằng là tự mình, là sau đó thì mình lại nghe lại. Hôm qua Phương tối qua Phương lại bắt đầu được viết ra, xong Phương lại nghe lại thì mình thấy rằng là có chỗ nó không logic, mình xem thì tự nhiên mình thấy ngượng về mình ấy. Thế thì hôm nay cũng qua cái câu chuyện buổi sáng hôm nay Phương được chia sẻ với anh em, thì quan trọng là câu chuyện mang tính ly kỳ, câu chuyện có tính truyền cảm hứng, câu chuyện có tính thu hút. Thì anh em nhớ là chúng ta đừng cẩn thận hơn là bây giờ cũng bắt đầu viết ra, anh em nhớ như thế. Thế bảo Phương cũng rất là hạnh phúc là được Kim Hương mời cho chia sẻ, vì thời gian này nó cũng hết rồi, cho nên là Phương chỉ chia sẻ mấy ý như thế thôi, và không có gì thay đổi. Thì theo cái lịch Phương được nhà đào tạo chị Thịnh, chị có nhờ Phương là đến 15 có một cái buổi chia sản phẩm với anh em, chia bắt đầu từ 5 giờ thì cũng là cái mà 5 giờ sáng của ngày 25 Phương sẽ có mặt ở trên Zoom với tất cả anh em trong vấn đề về chia sẻ về sản phẩm. Đấy, thì để cũng vừa hỏi xem là cái vấn đề mà hỏi xem nhà đào tạo Phan Nguyệt xem có thay đổi gì không, hoặc là cái gì về phản, tại vì nó sản phẩm thì nếu mà đi tổng thể cả sản phẩm thì nó cũng đơn giản, hoặc là trong nhóm anh em cần có cái riêng cái gì đấy thì cũng sẽ chia sẻ riêng. Thì đấy là hôm nay cũng có cơ hội vào
được chia sẻ với mọi người. Rất là cảm ơn nhà đào tạo Kim Hương đã cho Phương được chia sẻ. Rất là cảm ơn tất cả anh em, và cũng chúc tất cả anh em mình là sức khỏe, vui vẻ, và chúng ta có niềm tin mãnh liệt vào Siri, và chúng ta yêu như Phương từng nói là yêu một bạn dai mà yêu đến bất tận. Phương xin cảm ơn nhà đào tạo Kim Hương và cảm ơn tất cả mọi người. Phương xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Phương rất là nhiều. Đấy, gần cuối mà mọi người chắc là sẽ nán lại để nghe chị đấy, bởi vì là lúc nào chị cũng truyền năng lượng được cho tất cả mọi người ở đây. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Hình như là em Hải Yến có ý kiến phát biểu một chút thì chúng ta nán lại mấy phút nhé. Có người nào mà hơi bận một chút thì cứ rời Zoom để đi làm ạ. Còn lại chúng ta có thể chia sẻ một chút với cả bạn nhà đào tạo Hải Yến, là người dẫn đường của bác sĩ Phương đúng không ạ? Xin mời em Hải Yến. Biết ơn nhà đào tạo Kim Hương, nhà đào tạo Phan Nguyệt cùng toàn thể các khách hàng thường xuyên của Siburi yêu thương. Vào ngày mới, Hải Yến xin phép được chúc tới toàn thể, đặc biệt là các chị, các ca, các mẹ, các chị, các em, các bạn gái một tháng 10 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhận thật nhiều quà, món quà từ Siburi. Đấy là điều mà Hải Yến rất là mong muốn, để cũng như là bao nhiêu người anh chị, các chị phụ nữ cũng ở đây cũng đều mong muốn nhận được quà, và bây giờ thì chắc là không muốn nhận quà gì ngoài Siburi đúng không ạ? Buổi sáng ngày hôm nay thì Hải Yến cũng như bác sĩ Phương cũng là phải làm việc trong với đội nhóm nhỏ, và cũng như là sau cái chương trình đào tạo nhà đào tạo thì Hải Yến rất là vui và hạnh phúc, chỉ có ở Siburi mới thực hiện được cái sứ mệnh của mình, và cũng như ở Siburi chúng ta mới có những cái mối quan hệ vô cùng chất lượng. Hải Yến gặp chị Hoa, chị Phan Nguyệt, chị Ánh Hồng tại nhà đào tạo trong vòng 4 ngày 3 đêm, nó vô cùng nhiều kỷ niệm, và những cái mà Siburi thì Hải Yến chắc chắn là không bao giờ có những được cái mối quan hệ chất lượng như vậy. Và Bắc Nam sum họp một nhà, tự là sau khi mà cái chương trình bước chân ra khỏi nhà đào tạo thì chúng tôi nó ngập tràn trong cái niềm vui, hạnh phúc và cũng như nước mắt. Cái buổi chia tay đó nó vô cùng là xúc động, bởi vì chúng tôi được nhận rất rất nhiều kim cương ở cái chương trình đào tạo tạo từ các nhà đào tạo như Anna Nguyễn, rồi là Thanh Đài. Bản thân Hải Yến đã được, nhưng mà chưa bao giờ sâu sắc tìm hiểu những cái ngôn từ và những cái điệu cũng như là cái biểu cảm hoặc những cái ngôn ngữ trong cái khi mà mình đi truyền đạt lại ở trong cái công việc này. Mình nói rất là nông, và buổi học mình được sân khấu làm chủ được cuộc chơi, làm chủ được cái cuộc mà chia sẻ đó, mình biết nhấn nhá vào đâu, biết dừng lại ở đâu, điểm dừng ở trong ví dụ như là cái sản phẩm của em ấy là như thế này, để mình dừng lại để cho mọi người lắng nghe mình, chứ mình không nói ao ao ao, hoặc là ví dụ đọc vào cái bản tuyên bố thôi mọi người. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, chứ không, hôm nay là một ngày tuyệt vời thì nó không phải như vậy. Ví dụ vẫn một cái một cái bản tuyên bố như này, hoặc là một cái tờ dẫn chương trình như này, đưa cho 10 người giọng điệu khác nhau. Nhà mình đồng ý với em như thế không ạ? Để chắc chắn là nếu mà ai được mà có cái quyền lợi đó là được đi học nhà đào tạo, đào tạo nhà đào tạo mà lại không đi thì đúng là tiếc nhiều đời. Thực sự là Hải Yến có những ngày tháng mà chưa bao giờ Hải Yến được học những cái chương trình học như thế, chưa biết cái cấp độ học tập như nào. Trước con như thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương là giảng viên, là giáo viên giảng dạy, thế nhưng mà cũng chưa biết cái cấp độ mà cái bậc thầy có 4 cái cấp độ đào tạo của một cái thầy giáo, một cái người truyền cảm hứng, một cái người thầy bình thường như nào, một người thầy vĩ đại như nào, người thầy tốt như thế nào, và người thầy vĩ đại nó như thế nào. Thì đến bây giờ khi vào đây học, bắt đầu là bác sĩ Phương mới ngộ ra, có nghĩa là người thầy bình thường ở ngoài kia là đó là cái văn hóa đổ đầy, là những tư duy là đổ đầy cho học sinh, còn hiểu hay không là cứ kệ thôi. Thế còn vào đây là chúng ta là thầy cô giáo truyền cảm hứng thắp sáng ước mơ, là chúng ta làm sao mà truyền đạt cho càng một cái tệp người, có thể là một tệp người mà khách hàng, một cái lượng khách hàng ví dụ như là mở rộng ra cả các cái nước trên thế giới, thì chúng ta truyền cảm hứng đi nhiều thì chúng ta có những cái kết quả ở đây. Và đặc biệt là nhà đào tạo Phan Nguyệt hôm đó thì rất là vui và hạnh phúc, và cũng như là chị chia sẻ đây, chị đang nói chuyện với tầng 1 yêu quý của chị ở bên nước nọ nước kia, ôi sao mình ngưỡng mộ, sao mình chưa bao giờ, em chưa có những cái tư vấn viên ở nước ngoài, em hỏi thế này bao giờ mà em có, em định nghĩ nếu mình có thì mình sẽ nói chuyện với người ta như nào,
mình không hiểu ngôn ngữ, mình bắt đầu ngôn ngữ thì mình sẽ phải như nào, thì khi lúc đó thì mình sẽ định về là mình sẽ phải là học tiếng Anh hoặc là cái gì đó để mình phát triển ra tầm quốc gia thế giới như vậy. Thế thì buổi sáng ngày hôm nay thì còn một ít rất ít thời gian, thì em cũng xin phép được gửi lời chào tới toàn thể, lời chúc tới toàn thể các chị em mình, là em cũng quên về cái phần giới thiệu bản thân đúng không ạ. Em tên đầy đủ là Lương Thị Yến, năm nay em 47 tuổi, đến từ thành phố Bắc Giang, và tầng một yêu quý của em là luôn là cống hiến cho nhà đào tạo Phan Nguyệt, Kim Hương, là chị Trấn Hoa và chị Ánh Việt rất là nhiều. Và em đó là cái điều mà em hạnh phúc nhất, hạnh phúc vô cùng, vô bờ bến. Và mỗi ngày hôm qua, buổi tối ngày hôm qua, một cái câu chuyện kể chuyện bản thân của bác sĩ thạc sĩ Nguyễn Thị Phương, thì thực ra là không biết là lấy nước mắt ở trong Zoom có bao nhiêu người, nhưng mà bản thân Yến là khóc rất là nhiều, mà khóc không kìm nén lại được. Bởi vì câu chuyện kể bản thân của bác vô cùng là xúc động, bởi vì bản thân thứ nhất là trong nội tình đó là gia đình, thì bác sĩ Phương là thím ruột của Hải Yến, cho nên là cái khi mà cái hiểu hoàn cảnh điều kiện của thím của mình ấy, thì sau 8 năm 7 lần đại phẫu như vậy, mọi người nghĩ là một người phụ nữ rất là nghị lực, và sau khi biết đến bác sĩ đã nghiêm túc trải nghiệm cũng như tin tưởng rất là nhanh với người cháu của mình, đã cho cái quyết định là trải nghiệm sản phẩm đúng đủ đều và dùng sản phẩm theo chỉ định, và cũng như là tự bác sĩ lấy sản phẩm để tự bác sĩ nghiên cứu và tự bác sĩ dùng sản trải nghiệm sản phẩm, chứ hiện trước kia kịp cả hướng dẫn bác sĩ cứ thế là uống thôi, bởi vì nghĩ rằng đấy là thức ăn cho nên là cứ ăn thôi. Đấy, thế nào bây giờ thì kết quả của bác sĩ là sản phẩm của sản phẩm, mọi người thấy thế nào ạ? Một thạc sĩ bác sĩ người địa phương với một cái khuôn mặt rất là xinh, cái da rất là sáng láng mịn, và ai được gặp trực tiếp ở đào tạo nhà đào tạo thì mới cảm nhận được là cái sự khác biệt của bác sĩ thạc sĩ Nguyễn Thị Phương, cái thần thái bên ngoài, cái năng lượng bên ngoài như thế nào, đúng không ạ? Cả nhà chúng ta hãy thả một trái tim yêu thương cho tất cả các cô, các chị, các mẹ và các em và các bạn gái ở đây, đặc biệt là anh trai, hãy ưu tiên cho chị em chúng em một chút nhá. Em xin cảm ơn và biết ơn cả nhà mình ạ. Anh ạ. Yes. Rồi, em xin phép được gửi lại mic cho chị Yến, nhà đào tạo Kim Hương. Cảm ơn Hải Yến rất là nhiều. Thủ lĩnh Phan Nguyệt đang lái xe, có phát biểu tí gì ở trong Zoom không? Thủ lĩnh ơi, thấy cười vui hạnh phúc quá. Vâng, cảm ơn nhà đào tạo Nguyễn Kim Hương, cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt trong Zoom. Nguyệt đang hành trình đi vào Sài Gòn, thế nên là nó bối cảnh cũng được phù hợp vì là lái xe. Rồi rất là biết ơn và gửi lời riêng sâu sắc tất cả các anh chị. Và ở đây chúng ta là một sân chơi để được chúng ta được cống hiến, đúng không ạ? Và khi mà các bạn tham dự với kinh nghiệm thì tất cả các sự kiện các bạn nên có mặt, sự kiện trong Zoom, sự kiện ở trực tiếp, và đặc biệt đó là phấn đấu để trở thành những cái leader để được học cái lớp cao hơn nữa, để chúng ta không ai khác, chính chúng ta là những người được cống hiến, được phụng sự đấy đó. Ngày mai là ngày 20 tháng 10, Nguyệt mời tất cả các anh chị đến văn phòng công ty. Chúng ta có thể gặp nhau đó, và chúc cho tất cả các anh chị ở xa không được gặp nhau thì chúng ta trong Zoom cũng giống như đang trước mặt của nhau, chúc cho nhau một ngày 20 tháng 11 thật đầy ý nghĩa với các chị và các bạn, các em, gửi rất lời thân thương nhất và biết ơn bạn Hải Yến. Đúng là chúng tôi được nhìn thấy nhau rất nhiều, nhưng mà có kiện mới được ôm nhau, mới được sờ thấy nhau, đúng không cả nhà? Và vâng, một lần nữa là biết ơn chị Phương, cứ thể chị xuất hiện là được, còn đối với chị Bài Di thì em cũng cảm thấy là đội ngũ và cộng đồng cực kỳ cần thiết, đúng không ạ? Một người đã trải qua 3 lần phẫu thuật, nhưng sự nghị lực của chị, nếu chị nhìn ở ngoài, tôi lo lắng cho chị là ôi đào tạo cái chương trình chị trụ có nổi hay không, nhưng mà trời ơi, mọi người chơi bao nhiêu thì mình chơi bấy nhiêu, mọi người tham gia học bao nhiêu thì chị học bấy nhiêu, cũng có một cái sự gì là độ tuổi là gì ạ, sức khỏe gì cả, mà thấy chị tràn đầy năng lượng, tính nói cho em mình có phải mình không ta? Nếu khi mà mình mới u năm mấy mà đến lúc như chị Phương, liệu mình có được như thế không? Tự mình và chính chị là người yêu thương hết mình, cho đi hết mình, rất là biết ơn chị. Và rất là nhiều người đã nói rằng là CBD nơi để cống hiến, giống như Ngô Thị Bích Ca có nói rằng là trước đây tôi đi học các cái chương trình để có kiến thức đào tạo cho các bạn thì tôi phải đóng tiền tỷ, và những người mà học được bài của tôi phải đóng 150 triệu, mặc dù có lấy được phí hay không có lấy, nhưng tôi không hạnh phúc bằng được cống hiến ở đây, các bạn hình dung không ạ? Thế nên ai trong chúng ta sinh ra đây là để được cống hiến, đúng không, để được phụng sự, và đó là một trong những người mà Nguyệt gửi lời lại cảm ơn và truyền lại thông điệp cho các anh chị.
về các cái lập trình, quy trình đào tạo thì càng lên cao thì càng đơn giản, và càng đơn giản hóa thì càng nhân bản hóa. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ hãy làm phần đơn giản hóa để nhân bản hóa ra. Một lần nữa cảm ơn nhà đào tạo Kim Hương và mở màn hình.